Cặp anh em song sinh khiến bao phụ nữ mê mẩn, đã đẹp lại còn giỏi. Cặp anh em này không chỉ có ngoại hình xuất chúng mà họ cũng vô cùng tài giỏi. Một người đàn ông sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ đã khó, một cặp song sinh có vẻ đẹp nam thần giống nhau như hai giọt nước lại là chuyện càng hiếm xảy ra hơn. Chính vì vậy khi hình ảnh của hai anh em song sinh, Jordan, Zach Stenmark được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cặp anh em song sinh này sinh ra và lớn lên ở Australia trong một gia đình bình thường. Họ đã khiến bao phụ nữ mê mẩn, lập tức trở thành người hâm mộ khi hai anh em sở hữu vẻ đẹp như trong chuyện bước ra, lại còn tài giỏi và có cuộc sống sung túc. Đặc biệt, cả hai anh em cùng làm một trong những nghề hot nhất hiện nay, đó là công việc làm người mẫu. Với gương mặt điển trai, đầy nam tính, cùng vóc dáng cân đối và săn chắc chuẩn 6 múi. Jordan và Zach từng xuất hiện trên không ít trang bìa của các tạp chí thời trang lớn trên thế giới. Cặp anh em nổi tiếng trên truyền thông, nhờ thân hình hoàn hảo mà cặp song sinh có thể cân hết các thể loại trang phục. Cả hai đều trông bảnh bao và quyến rũ khi mặc vest. Họ cũng trông trẻ trung và cuốn hút khi mang những bộ đồ thể thao. Không chỉ làm việc cùng nhau, ngoài đời, hai anh em cũng có nhiều bạn chung và rất thân thiết. Họ chia sẻ và đồng hành bên nhau trong từng dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Ngoài là một người mẫu chuyên nghiệp, hai anh em người Úc cũng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Họ là nhà đồng sáng lập công ty Sleep Health Tech, chuyên bán các thiết bị tốt cho sức khỏe. Mặc dù đảm nhiệm vai trò là siêu mẫu và doanh nhân song, Jordan và Zach vẫn không từ bỏ việc học hành. Cả hai đều rất thích đọc sách. Với họ, dù thành công đến đâu và ở độ tuổi nào cũng cần trau dồi tri thức. Họ sở hữu ngoại hình bắt mắt cùng sự nghiệp thành công. Hai anh em luôn đồng hành với nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, để có được vẻ ngoài như hiện nay, cặp song sinh điển trai đã phải tập luyện hết sức vất vả trong nhiều năm liền. Họ duy trì chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên các loại rau xanh và củ quả tươi. Họ cũng nói không với các bữa tiệc tùng sử dụng nhiều rượu bia. Ngoài ra, Jordan và Zach còn đều đặn luyện tập thể dục thể thao đều đặn để duy trì vóc dáng cân đối. Chuyện tình cảm của hai anh em cũng nhận được sự quan tâm của dư luận nhưng họ không tiết lộ trên truyền thông. Trên Instagram chính thức, Jordan và Zach chỉ chủ yếu chia sẻ những bức hình về cuộc sống thường ngày của hai anh em như đi du lịch, tập thể dục, dự sự kiện, kiểm tra sức khỏe. Họ chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để duy trì vóc dáng cân đối.